Sau nhiều lần ấp ủ, anh Nguyễn Mạnh Cường cùng 80 thành viên trong đạo tràng đã thực hiện được chuyến hành hương về Bắc Ninh, tham quan và tìm hiểu về nguồn gốc, sự hình thành và phát triển của Phật giáo miền Bắc qua những ngôi cổ tự nổi tiếng như Chùa Dâu, Chùa Phật Tích hay Chùa Bút Tháp. Mới trải nghiệm thôi, đã cảm nhận được cái giá trị cổ kính, cái giá trị của kiến trúc, cái giá trị của cái văn hóa truyền thống rất sâu sắc để mà nhìn tất cả mọi cảnh quan để tri ân được cái lịch sử, tri ân được những cái sâu xa mà các thế hệ ông cha mình, các thế hệ thiền sư, các cái vị sư đã duy trì để mà toàn thể con người Việt Nam nói chung và những người miền Bắc mình nói riêng có một cái ngôi nhà tâm linh để trở về rất là sâu sắc. Là vùng đất mỹ tục Hà Phong, Bắc Ninh có diện tích không lớn, song lại là một trong những cái nôi của văn hóa Việt Nam nói chung và của xứ Kinh Kỳ nói riêng. Điều này được thể hiện rất rõ qua hơn 600 lễ hội văn hóa và Phật giáo từ các thôn, các làng cho đến các đền, chùa hàng năm. Riêng về mặt tâm linh, Bắc Ninh cũng là nơi đã lưu dấu những tiên nắng đầu tiên của bình minh chánh Pháp đi vào lòng dân tộc Việt Nam. Hàng năm chúng tôi cũng đón nhận rất là nhiều các du khách trong nước cũng như là du khách quốc tế. Họ đến chùa Bút Tháp là để họ tìm lại về cái cội nguồn, về cái lịch sử văn hóa Phật giáo. Và đồng thời nữa là họ mong cầu, mong muốn mang những cái tâm tư nguyện vọng của mình gửi gắm vào các Đức Phật, Chư Tổ ở tại qua nhiều thế hệ ở tại đây. Với một hệ thống các di tích, di sản tín ngưỡng và kiến trúc Phật giáo đồ sộ được lưu giữ qua nhiều thế hệ đến nay, có thể khẳng định Bắc Ninh là một trong những địa phương có truyền thống Phật giáo sâu sắc nhất ở miền Bắc nước ta. Đặc điểm riêng có này đã tạo nên sức hút rất lớn với những người Phật tử muốn tìm về nơi đây để được theo dấu chân Phật. Văn hóa Bắc Ninh nói chung và đặc biệt là văn hóa tín ngưỡng tâm linh nói riêng thì Bắc Ninh là một cái nơi tạo nguồn, là cái nơi khởi xướng ra đạo Phật, đó là di tích văn hóa lịch sử Chùa Dâu, rồi thì Phật Tích hay là một cái thắng tích để lại như ngày hôm nay, đó là Bút Tháp, là một vùng đất mà có thể nói là khẳng định được hội tụ rất nhiều yếu tố về văn hóa, về tín ngưỡng, về kiến trúc và về cả về con người. Cái ngày hôm nay đi bốn cái ngôi chùa cổ kính ở Bắc Ninh sẽ là một cái dấu ấn rất sâu sắc để tăng thêm cái niềm tin, tăng thêm cái sự gọi là trân quý hơn cái tín ngưỡng của mình, trân quý hơn cái ý nghĩa mình là một cái Phật tử tại gia đang sống một cái lối sống tỉnh thức, đang biết nương tựa vào Tam Bảo và thực sự mong muốn là sẽ tiếp tục tìm hiểu để hộ trì Tam Bảo. Một chuyến hành hương nhiều ý nghĩa đã giúp cho những người Phật tử hiểu hơn về đạo Phật ngay trên mảnh đất quê hương. Từ đây, họ không chỉ thêm tự hào, yêu đất nước, văn hóa và con người Việt, mà còn biến đó thành động lực để cống hiến và phụ sự nhiều hơn nữa, mang lại niềm an vui hạnh phúc cho chúng sinh, theo như lời Phật dạy.